nếu mà cho mình quay lại đó, nếu mình trưởng thành hơn thì sẽ khác, thì đi đó là cũng tốt cả, bởi vì cũng nói Việt Nam mình chưa có cơ hội chuyên nghiệp rồi, nhưng lúc đó mình thật sự thì mình còn một chưa có được trưởng thành thôi đó. Mình thua thiệt về vóc dáng, thua về sức mạnh, thua về rất là nhiều, thiệt thể lực rất nhiều. Mình không nghĩ là mình có điểm mạnh, mình chỉ đá theo cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình thôi. Lúc đó thì cản trở việc lúc không biết tiếng Anh, phải mất khoảng thời gian tầm 1 năm rưỡi 2 năm sau mới nói được. Thế lúc đó mình còn không biết tiếng Anh, không biết gì cả. Bóng đá thì chỉ là ngôn ngữ cơ thể thôi mà. Còn về giao tiếp ngoài đời thì mình phải học. Mình rất là ngại, chậm hơn người không biết nói gì cả. Người ta nói chuyện nhưng mà mình không hiểu sự. Thì mình muốn hiểu nhưng mà mình cũng không thể hiểu được. Nhưng mà ngôn ngữ mà mình cứ tiếp xúc nhiều thì mình sẽ biết. Thì anh cũng cố gắng học, thì học từ từ mất 1 năm rưỡi 2 năm sau mình nói được tiếng Anh. Về vấn đề chuyên môn thì nó rất nhiều cái yếu tố để trở thành một cầu thủ thành công, không phải là do Aspire, hay là Aspire là cái nơi mình giúp mình đào tạo, mình giúp mình nâng cao trình độ chuyên môn mình thôi. Như mình về môi trường Việt Nam thì đó là hai môi trường khác nhau, cầu thủ phải cố gắng thích nghi. Học viện Aspire là học viện họ đào tạo cầu thủ để hướng tới mục tiêu là World Cup 2022, tạo được vốn được những huấn luyện viên mà chuyên nghiệp, như những cầu thủ chuyên nghiệp cũng có dụng cụ máy móc tập luyện được tốt quá, nên cầu thủ chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Dạ, cũng mong muốn nó được sau đó được đào tạo với nó, thì về sau về dài thì mình không có nghĩ tới trước được, nhưng mà được đào tạo với nó là một sự may mắn. Đó, mình là một đứa trẻ thôi, mình vẫn mơ ước là mình đi đấu chuyên nghiệp thôi. Thật sự thì mình không có nghĩ là mình sẽ đá câu lạc bộ này câu kia, nhưng mà nếu mà được đi đá nước ngoài thì quá tốt, đó là ai cũng muốn điều đó mà. Còn về chuyện vướng bận hợp đồng này nọ thì cũng lâu quá rồi, thì anh cũng muốn làm chuyện đó lâu lắm. Nếu mà cho mình quay lại thì nếu mình trưởng thành hơn thì sẽ khác, thì đi đấu ở đâu cũng tốt cả, bởi vì cũng nói Việt Nam mình chưa có chuyên nghiệp rồi, nhưng lúc đó mình thật sự thì mình còn một chưa có được trưởng thành thôi đó. Cảm giác hụt hẳn, tôi đương nhiên là mình được có một môi trường tốt hơn, không phải là mình không cố gắng lúc đó mà mình kiểu như mình còn trẻ, cái suy nghĩ mình còn hay nản, sau này mất một khoảng thời gian khá lâu mà mới có suy nghĩ. Về sau thì chắc chắn là về sau mình đủ thì ai cũng vậy, lúc đó là mình rất là nhỏ nữa. Thì mình cũng nghĩ là mình là cầu thủ chuyên nghiệp, mình được đào tạo ở ngoài phải không? Mình môi trường nào mình phải cũng phải cố gắng hết, mình phải cố gắng để chứng minh năng lực của mình. Sự mình không phải là cầu thủ mà đưa lời báo nói, là mình thằng đồng hay là gì cả, mình chỉ là cầu thủ đang phát triển tốt hơn so với lúc đó thôi. Theo mình đánh giá là mình không phải là quá xuất sắc, chỉ là mình cầu thủ đang phát triển tốt, mình có khả năng thôi. Một cầu thủ mà nếu mà phát triển tốt mà có một môi trường tốt thì sẽ đi đúng hướng. Lúc đó là thời gian mà có những cầu thủ của trên mình rất là tốt, rất là giỏi, tài năng thì khó, lúc đó cạnh tranh thì rất là khó rồi. Thì lối chơi thì mình nghĩ là lúc đó mình chưa có hòa nhập được nhanh thôi, chưa có hòa nhập triết lý của câu lạc bộ Hà Nội với Gia Lai. Triết lý bóng đá nó rất là giống nhau, kiểm soát bóng đó. Nếu mà được vào môi trường thì quá tốt. Đội ngũ tập luyện mình bị đứt dây chằng chéo trước, hết sức chuyển trong với ngoài. Thì mình cũng nghĩ là chắc cũng bị nhẹ thôi, sao hết, nhưng mà đi chụp phim mới biết được bị dây chằng. Mình chữa trị chấn thương, lại cũng tập luyện để cố gắng để trở lại, nhưng mà không thể được. Có lẽ mình biết mà cũng muốn quay trở lại để đi thử việc câu lạc bộ này, câu lạc bộ kia, nhưng mà có thể mình không cho phép gì đó, cũng bị đi bị lại nhiều. Mình nghĩ là mình theo ngày này đến lúc hơn 30 tuổi, mình nghĩ là như vậy. Phải 27 tuổi thì thật sự quá sớm, nhưng mà cơ thể không cho phép thì mình phải chấp nhận thôi. Mình sẽ buồn vì mình dành cả thanh xuân đi là một chơi bóng đá. Mình biết là mình chấn thương mấy năm nay rồi, nhưng mà lúc đó mình biết tâm trạng thì mình phải viết ra để cho mọi người biết là mình như thế nào, mình đang ở đâu. Thì cảm giác là buồn khoảng mà, nhưng mà không sao, cuộc sống không phải
sống tiếp mình phải tiếp tục thôi, không có nghĩ nặng cái điều đó. Mình thích chơi mạng xã hội, mình chỉ xem thôi. Còn ngoài thì bạn bè thì rất là nhiều, thì mình là cầu thủ thì từ đó đến giờ thì mình chỉ biết là một cầu thủ thật sự. Sau này khi mình được chấn thương lúc đó mình mới nảy sinh ra nghĩ là mình phải làm cái gì, làm cái nghề gì khác. Vì cũng có những nghề cầu thủ thì không thể nào biết trước được chuyện xảy ra. Bạn bè ở trong mạng xã hội cũng giúp đỡ mình nên kinh doanh quần áo thể thao, để sau này mình, nếu mình có thương hiệu sau này mình sẽ phát triển được cái nghề đó. Cũng may mắn gặp được những bạn tốt để giới thiệu cho vấn đề kinh doanh quần áo. Mình cũng muốn trở thành huấn luyện viên, tôi nghĩ nghề đó là cái nghề mà mình có thể làm tốt nhất. Còn vấn đề kinh doanh thì mình cũng đang học hỏi, và nếu phát triển được hai nghề này thì mình quá tốt. Thì những kiến thức của mình học được thì mình cũng sẽ truyền đạt cho các em, các cháu để phát triển cái nghề của cũng như cái niềm đam mê của sau này của thế hệ trẻ. Mình cũng đã trải qua rất là nhiều thăng trầm trong cuộc sống rồi, thì bây giờ mình chuyển sang một bước khác, thì mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi xung đồng ủng hộ xung trong suốt thời gian qua.